Xin chào các bạn. Lúc này thì ở bản tiếng Việt mới kết thúc sự kiện đấu giá S cộng mới. Đó chính là thần thú Rayquaza S cộng. Hầu như ở các server đầu thì mình thấy điểm đua rất là gắt. Ở cái server này đó là 27.140 điểm. Mình nhìn thấy một ảnh ở một server khác, người chơi hạng 1 đấu giá lên tận 37.000 điểm cơ. Thì mình cũng không có gì ngạc nhiên lắm ở bản tiếng Việt này. Bởi vì là mình biết là cái bản tiếng Việt nạp với giá kiểu dạng kim cương với giá ưu đãi nhiều hơn rồi này, và kiếm kim cương cũng dễ hơn, thì tất nhiên là điểm đấu giá ở trong này nó cũng sẽ cao hẳn lên so với các bản khác. Người chơi xếp hạng thứ 6 cũng phải đến được 8.500 điểm. Đợt này xem nào, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, rất là nhiều người đã tạch ở cái sự kiện này rồi. Thì sự kiện này như là mình đã giới thiệu ở mấy hôm trước, đó chính là người chơi ấy, các bạn phải nổi dạng như là ở bản tiếng Việt này thì sẽ rất khó để chơi cái sự kiện này rồi. Các bạn nên chờ đợi sự kiện vòng quay S cộng trong vòng 2 tuần tới. Cứ một tháng một lần sẽ có hai sự kiện đó. Một sự kiện là đấu giá lấy S cộng mới. Còn một sự kiện là dùng 20.000 kim cương để lấy một S cộng cũ. Thì các bạn VIP cao thì mới đua được cái này thôi. Chứ còn VIP thấp hay là không nạp thì bản tiếng Việt này khó có thể mơ được lấy được một con S cộng ở sự kiện này. Phần quà là các bạn sẽ được S cộng Rayquaza 4 sao 240 mảnh, là các bạn có thể nâng lên được 6 sao rưỡi rồi. Một cái khung đặc biệt của Rayquaza, đó chính là khung này. Khi các bạn lên được VIP 16 ấy, thì các bạn cũng sẽ mua được cái hòm để chọn mảnh S cộng trong này rồi. Thì các bạn cũng sẽ có sẵn Rayquaza. Tuy nhiên các bạn để ý đó, ở trong Pokédex này Mega Rayquaza đó đã có ở trong này rồi, thì khả năng cao đó là Rayquaza nó sẽ được lên Mega cập nhật sớm ở trong cái phần này. Thì người chơi này đang dự kiến đó là muốn lên level 70 và sau đó sẽ có sự tính năng Mega và sẽ up lên Mega Rayquaza, bởi vì các S cộng trong này bộ skill cũng đã cũ rồi, cũng chưa nâng cấp gì cả. Do đó Mega Rayquaza vẫn sẽ là một con gọi là cực kỳ khủng khiếp ở trong khoảng thời gian 1 năm hoặc gần đến 2 năm game cũng được, nếu mà bản tiếng Việt còn sống sót. Giờ thì mình sẽ xem con Rayquaza nào có cái tính cách tốt. Với Rayquaza này, tính cách của nó nên chọn đó là cộng tốc độ rồi này. Ở đây có cộng tốc độ và thủ vật lý, tốc độ quá ngon rồi này. Một con tính táo bạo, thủ vật lý, công vật lý. Về sau Rayquaza con nào mà tốc độ cao hơn thì nó sẽ đi trước và nó sẽ chiếm ưu thế nhiều hơn. Do đó con này lên 12 sao các bạn sẽ cần đó là 3 con nữa. Các bạn sẽ mở được cái thuộc tính ở 12 sao, đó sát thương giảm thêm 15%, tăng thêm đến 11.000 lực chiến, và các bạn sẽ nâng sao của nó lên nữa, 146 rồi. Dùng cái đồ này của con Mewtwo cũng rất là hay này. Trong đợt đầu này thì sát thương đặc biệt, công đặc biệt và sát thương buff tăng 20%. Hình như bản dịch của cái phần này nó hơi bị sai, bởi vì kiếm Mewtwo nó sẽ tăng thêm cả tốc độ nữa. A cao này lên VIP 16 rồi này. Mewtwo thì thêm một chút nữa lên 8 sao là ổn này. Ho-oh. Người chơi này có Ho-oh rồi nhưng mà chưa muốn nâng, bởi vì là muốn sử dụng để làm phôi cho bậc S về sau. Một cuộc đua VIP rất là gắt và bây giờ đã có được S cộng, mặc dù là đã sẵn có con Rayquaza 11 sao rồi. Nhưng mà cứ kiếm điểm ở VIP này và đấu giá, bởi vì là bây giờ những top ấy thì tích kim cương làm gì nữa, chỉ có tích kiểu như nhiều kim cương để xả ở cái sự kiện thần thú hạn giờ này thôi. Rất là nhiều đồ và thêm được cả S cộng nữa. Giờ thì mình sẽ thử cái ải, đó là ải 95 này. Ải này vừa vào trận thì địch đã nộ được luôn này, rất là khó chịu. Hô, khi mà nó chết thì nó sẽ tạo ra cái quả trứng như vậy và nó sẽ hồi sinh trở lại ở lượt kế tiếp. Và nó sẽ đặt một quả trứng lên một đồng đội. Đấy là đặt lên Tyranita rồi. Tyranita nó sẽ hồi sinh khi mà nó nhận sát thương chí tử. Mega Rayquaza sát thương rất là cao. Mewtwo thì các bạn phải lên được đó là nó dạng như là tốc độ cao nhất trong team thì nó mới có thể gọi là đi được hai lần. Còn không thì nó chỉ đi được một lần thôi. Bây giờ sát thương của Mega Rayquaza này
Hầu như ngày trước cắt tóp vẫn sử dụng nó suốt rất là lâu, với sát thương rất là cao. 2 triệu máu cơ mà. Ai này thì vẫn chưa thể vượt qua được. Địch đam quá mạnh. Thế các bạn thấy cái quả trứng hô nó có tác dụng như vậy, tự nhiên chặn được rất nhiều đòn đánh của địch. Và đồng đội của bạn sẽ được hồi sinh trở lại. Rồi, đòn đánh cuối cùng trước khi chết. Thì các bạn nuôi thấy mua một con 12 sao nó mạnh như vậy. Chỉ nếu mà có cái đồng đội mà ở hàng trên tốt ấy, thì coi như là có thể vượt được qua cái ải này. Người chơi server hạng 2 này cũng có Rayquaza 11 sao rồi này. Có con Suicune để tăng tốc độ cho team này. Bây giờ mình sẽ thử đấu với cái team này. Hai bên đều ngang ngang cơ nhau rồi này. Nhưng bên nào tốc độ cao hơn thì bên đấy cũng sẽ có lợi hơn. Bên kia sử dụng Suicune. Tuy bên kia có Suicune nhưng mà tốc độ vẫn chậm hơn hẳn. Trận sau và đoạn sau là Mega Sekiro nó sẽ ra đòn ulti. Đợt này thì Tyranitar vẫn là rất là tốt để các bạn có thể sử dụng được. Bởi vì có khả năng kháng tử. Rất tiếc con Mewtwo bên kia chết chết trước rồi. Xong, một con chủ lực khác của bên kia cũng đã chết. Sợ nhất là cái con Rayquaza bên kia nó ulti trúng ở bên Rayquaza bên này thì coi như là sẽ có thể thua. Và thêm nữa là con Suicune này nó tác dụng trừ nộ rất là ghét. Ho-oh còn rất quan trọng để có thể gánh team được, đó là tạo ra quả trứng hồi sinh. Rayquaza 11 sao. Làm rất là khỏe. Nói chung là nếu bạn nuôi lên 11 sao này thì một hit còn ulti vừa rồi bay một hàng địch làm chuyện quá đơn giản. Thì hai team này cũng kiểu dạng như là ngang ngang cơ với nhau rồi. Hơn thua nhau cái khoản đó là con nào nộ được sớm hơn và nộ trúng một con bên địch thì có thể gọi là thắng được. Ví dụ như đoạn này bên mình đã tiêu diệt được con Rayquaza bên kia chẳng hạn thì coi như là bên mình thắng rồi này. Thì đợt này các bạn nên để một con nào đó yếu yếu chẳng hạn đứng trước con Ray để con đấy chết sớm, thì con Ray nó sẽ an toàn hơn trước những đòn ulti giống như vừa rồi. Bây giờ cuộc chiến đấu giữa Ho-Oh với cả Rayquaza. Bên kia Ray Ho-Oh đến 9 sao nhỉ? Ở bên 7 sao. Và ăn nhau vẫn là con Rayquaza này đam. Xong, lại một chiến thắng. Thử với một người chơi VIP 15 khác này. Team này chắc chắn là sẽ yếu hơn rất là nhiều rồi. Tốc độ nhờ Suicune, bên mình mà có Suicune thay đỡ tốc độ chơi, nhiều lại thay con Greninja thì team nó cũng sẽ tăng tốc độ cao hơn và đi trước nhiều hơn. Mewtwo nuôi mạnh, hầu như các top về sau nuôi vừa mạnh, đó là con Mewtwo là một, hai là con Rayquaza. Mewtwo mà ra đòn đánh skill 2 vừa rồi bạo kích có thể đi được cả một hàng dọc luôn. Còn Sekiro vẫn là một con đam rất là tốt. Greninja không phải là một con quá tốt để sử dụng lắm. Thực sự là mình vẫn thích để con Mewtwo ở hàng sau hơn. Kiểu dạng như nó ăn một quả đòn như thế này cũng dễ chết lắm.
Ô bên này chưa được nuôi mấy, chỉ có 4 sao này. Nếu mà nuôi được nó tầm 8 sao thì nó cũng sẽ rất là ổn, bởi vì nó một con S cộng đi rất là lâu dài. Ở bản tiếng Trung đến tận bây giờ vẫn cắt top hàng đầu, vẫn sử dụng hộ ô bởi vì chính là có khả năng hồi sinh đó. Mewtwo bên kia đi 2 lần bởi vì nó đang có tốc độ cao nhất trong team. Xong một đòn ulti thì Rayquaza ở các ải hay là ở trong đấu với người chơi khác thì sẽ là một con giúp các bạn đi ải cực kỳ tốt và đánh người chơi khác, đam sát thương rất là cao. Nhiều bạn nói là Rayquaza này sau không mega yếu, nhưng mà hiện tại bây giờ nó đang là một con rất là mạnh. Ở Big War đợt dạng nhân đấu giá ở bản tiếng Trung, con này đã rất là hot rồi. Sang bản tiếng Anh cũng vậy, và bây giờ bản tiếng Việt cũng tận 27.000 điểm. 27.000 điểm là coi như là các bạn đã có, đó là tiêu tốn hơn gần 200.000 kim cương. Rất là ác để đua lấy một con S cộng ở trong sự kiện như thế này. 200.000 kim cương đấy mà các bạn chơi ở sự kiện vòng quay thì các bạn cũng có được đến 10 con S cộng rồi. Tuy nhiên là đua này nó cũng có cái thích thú của những top rồi. 200.000 các bạn sẽ lấy được 10 S cộng ở sự kiện vòng quay, còn đâu là 200.000 các bạn có ở đây là 5 con 4 con S cộng. Thì các bạn nên cân nhắc, đối nhất là những bạn nào chơi ít nạp hoặc VIP thấp thì đừng có ham mà tham gia mấy sự kiện này. Bạn Việt Nam mình nhiều đại gia lắm, không thể đọ đâu. Ở bản tiếng Anh thì rất là nhiều cái clip kiểu đã như VIP không ăn được ở cái sự kiện này rồi, nhưng mà bản tiếng Việt thì khả năng đó thì không có đâu. Ok. Vậy là khi nào mà account này chuẩn bị lên được Mega Rayquaza thì mình sẽ xin clip này làm tiếp. Cảm ơn bạn nào Hoàng Long đã cho mình mượn account này để review. Nói mình nó ở level 50 ấy, thì nó sẽ có cái gọi là thành tích. Thành tích này các bạn sẽ kiểu dạng như là nhận được thêm kim cương nhờ hoàn thành các cái nhiệm vụ ở trong này. Khi nào lên 50 thì các bạn sẽ có được thêm nhiều kim cương hơn nữa. Thì bản tiếng Việt này kiếm kim cương rất là dễ. Hiện tại mình đang chơi không nạp. Đến ngày 7 ngày đua top thì mình cũng đã được bây giờ được hơn 31.000 kim cương rồi. Chuẩn bị sắp tới đến lúc mà lấy S cộng trong vòng 2 tuần tới thì mình cũng sẽ lấy được hai con S cộng rồi. Các bạn VIP thấp thì đừng có nản, sẽ có sự kiện lấy S cộng dành cho các bạn. Ta, đây là con SS đầu tiên mình thấy ở bản tiếng Việt này. Các bạn chỉ cần có Rayquaza lên 11 sao với tất cả những nguyên liệu như này, các bạn sẽ lên được SS Mega Rayquaza.